ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua bầu trời, ngàn dặm không mây, không có kẻ nào khác. Nội tâm của hắn càng trầm xuống, hắn không phát hiện ra tung tích của đám người vừa tới. Rốt cuộc là ai, dám giết người còn không dám đi ra hiện thân. Hắn hét lớn một tiếng, không có bất kỳ đáp lại. Kỳ thật tầng thứ của bọn họ đã rất khó bị hai ba câu khích tướng làm tức giận, dù sao cũng là chém giết sinh tử, bất luận sơ sẩy gì cũng sẽ bỏ mạng. Bởi vì một hai câu mà mất đi lý trí là đồ ngu xuẩn, đã sớm biến thành thi cốt trên con đường võ đạo, thành cầu thang cho kẻ khác bước lên trời. Cho nên ngạo trường không dám thản nhiên đánh lén, Bắc Minh đoạn quyết có thể thản nhiên đánh lén, Lý Vân Tiêu cũng thản nhiên làm không ít chuyện thất đức. Dùng tính mạng ra chơi, ai chơi quang minh chính đại cơ chứ? Hi hi! Hàn Quân Đình cười rộ lên, sửa sang mái tóc rối loạn, khôi phục dung nhan khuyên quốc khuyên thành, nói. Không cần hô, nếu như người tới là ta, người nọ tự nhiên sẽ đi ra. Nhưng thế cục trước mắt, ai mà thèm đứng ra chứ. Lý Vân Tiêu đã sớm biết có kết quả này, nhanh chóng nuốt đan dược và thiên tài địa bảo, có thể khôi phục bao nhiêu thì bao nhiêu. Người thần tiêu cung cảm thấy hồ nghi, hắn ăn nhiều tài liệu quý giá như vậy, sợ rằng đã làm không ít võ giả cửu tinh trung dai nổ chết rồi. Sắc mặt Bắc Minh đoạn quyết run rẩy vài lần, lộ ra vẻ mặt ngương trọng. Nếu như Lý Vân Tiêu không ngừng trốn chạy để khỏi chết, hoặc là phẫn nộ chém giết, nội tâm của hắn sẽ an tâm hơn nhiều nhưng giờ phút này hắn vẫn bình tĩnh nắm chắc thời gian khôi phục thương thế, có thể thấy được nội tâm đối phương cực kỳ kiên định, thậm chí không có một tia sợ hãi và tức giận, bộ dáng như đã tính trước. Ta không rõ, thân là cường giả siêu phàm nhập thánh, vì sao lại nghe một tên võ đế sai xử. Bắc Minh đoạn quyết nhìn thấy Sa Viu xuất hiện, liền không động đứng thẳng ở nơi đó. Lý Vân Tiêu có thần thái thong dong bình tĩnh thì bất an, rốt cục mở miệng nói chuyện. Sa Viu lười biếng nói. Thế giới to lớn, chuyện ngươi không rõ còn nhiều lắm. Hai người ai cũng không muốn động thủ trước, đều phát giác được khí tức cường đại trên người đối phương, không chỉ thắng bại khó liệu, một khi động thủ tất nhiên là thiên băng địa liệt, cả thành chỉ hóa thành phế tích. Bắc Minh đoạn quyết nói, cổ phi dương có thể cho ngươi chỗ tốt gì, ta cho ngươi gấp đôi, có thể quy thuận Bắc Minh huyền cung ta. Sa Viu cười nói, ngươi cho không được. A, à, Bắc Minh huyền cung ở trên đại lục là tông môn khó có được, đồ vật hắn có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho được. Bắc Minh đoạn quyết nói ra. Vẻ mặt Sa Viu cười gian, hắc hắc nói. Hắn mỗi ngày đi ị cho ta ăn, ngươi cho ta hai phần được không? Quẹ. Lý Vân Tiêu đang nuốt thiên tài địa bảo, lập tức quẹ ra toàn bộ. Rất nhiều mảnh vụn tài liệu đã tiến vào khí quản, sắc mặt của hắn đỏ bừng, không ngừng ho khan kịch liệt. Khục, khục khục, quẹ, quẹ, quẹ. Lý Vân Tiêu ăn lúc trước đều nhổ ra, thân thể đang tốt, thoáng cái mất đi linh khí cung cấp nên uể oải. Chúng nữ tử thần tiêu cung hơn phân nửa che miệng lại, lộ ra vẻ chán ghét. Hàn Quân Đình xem thường nói, Lý Vân Tiêu, ngươi là một đời cường giả, có thể phong độ chút hay không? Khục, khục khục. Lý Vân Tiêu đỏ cả mặt, ngay cả mật cũng oại ra, mặt mũi đầy oán độc nhìn chằm chằm vào Sa view, giận dữ hết. Ngươi thật buồn nôn, xấu thanh danh của ta. Ha ha ha. Sa nhìn thấy cảnh này nội tâm rất thoải mái, nhịn không được cười ha hả. Sắc mặt Bắc Minh Đoạn Quyết cũng hơi tái, dạ dày quay cuồng, thật sự bị buồn nôn, quát mắng. Thấp kém, buồn nôn. Hàn khí lóe lên, trong mắt có sát ý bắn ra. Hai ngón tay Bắc Minh Đoạn Quyết khép lại, một đạo hàn khí bay vụt ra. Sa lập tức đình chỉ cười to, khóe miệng cười mỉa mai, năm ngón tay mở ra, hóa thành long chảo sau đó hàn khí bắn thẳng ra ngoài hóa thành một tầng băng tinh bao phủ bốn phía nhưng thoáng cái hóa thành khí bắc minh đoạn quyết ngưng mắt nhìn lại nội tâm rất ngương trọng huyền âm chân khí cực kỳ cường hãn một nguyên nhân trọng yếu là kèm theo tổn thương rất mạnh người chúng chiêu khôi phục như cũ còn có thể lưu lại mầm tai họa thật lớn nhưng thân thể sa viu long vô cùng cường hoành vừa rồi hắn hơi thăm dò một chút huyền âm chân khí căn bản không thể sánh bằng long khí như thế nào không chơi sa viu bắt đầu mỉa mai đối với chiêu thức của và năng lực của bắc minh đoạn quyết thì hắn hiểu rõ ràng mà bắc minh đoạn quyết hoàn toàn không hiểu gì về hắn cả hai bên cân nhắc với nhau hắn chiếm hết thượng phong bắc minh đoạn quyết nói ta và ngươi đánh một trận trong thời gian ngắn khó phân thắng bại cho nên không cần phải kiềm chế lẫn nhau là được thắng bại cứ do bọn họ đánh đi ngươi nói không cần đánh sao không phải làm ta mất mặt đấy chứ sa cười tả nói đến nha nóng người nha trong tay hắn có ánh sáng màu lam hiện ra tu di vô ngã kiếm chém ra một đạo kiếm quang bầu trời bị cắt ra miệng vết thương cực lớn xé rách nó đi thân ảnh bắc minh đoạn quyết lắc lư không ít cũng chỉ còn lại có tàn ảnh sa hừ lạnh một tiếng thả người bay lên không trung truy đuổi thân ảnh bắc minh đoạn quyết hai người bay lên cao cao không ngừng truy đuổi trên trời cao dường như bắc minh đoạn quyết không muốn liều mạng với hắn cô ý né tránh đại bộ phận tinh lực vẫn phân tâm lưu ý trạng thái của lý vân tiêu lý vân tiêu nôn mửa cả buổi sắc mặt lúc này mới chuyển biến đẹp một ít đồ vật khẳng định ăn không vô hắn lấy ra rất nhiều nguyên đan đều bóp nát hấp thu trước mặt của người thần tiêu cung nam nhân thô bỉ không biết vì sao sư tôn lại thích kẻ như ngươi chứ trong mắt hàng quân đình tràn đầy vẻ chán ghét trên mặt càng có cảm giác ưu việt nói huyền nữ đại nhân thừa lúc hắn bệnh lấy mạng của hắn hai tay của nàng phát ra hào quang của kim loại giống như cánh trong suốt thoáng cái xuất hiện trước mặt của lý vân tiêu dùng một chạm đơn giản chém xuống lý vân tiêu mặc kệ nàng thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái tránh đi hai tay của hàng quân đình múa đao đuổi theo lý vân tiêu sau đó chém liên tục đao quyết chém loạn nhưng không có chút sơ hở nào cả đặc điểm của nàng là khống chế tinh vi chém loạn nhưng không dư thừa một phần tinh lực nào cả trong nháy mắt lý vân tiêu đã bị một tầng hào quang bao phủ nhưng ánh đao chém xuống rất xảo quyệt, tất cả xoay quanh người Lý Vân Tiêu ngoài một trượng. Thân pháp của Lý Vân Tiêu còn tinh diệu hơn cả đao pháp của nàng. Hàn Quân Đình lập tức tâm loạn, càng múa càng nhanh, loạn đao mất đi kết cấu loạn nhưng bất loạn, càng như vậy Lý Vân Tiêu ứng phí càng dễ dàng hơn nhiều. Tuy tránh né Hàn Quân Đình truy chém cũng không ủng phí lực, nhưng mà trạng thái này không cách nào hấp thu nguyên lực, ngược lại bắt đầu dẫn động thương thế. Hắn bay thấp lên lưng của đầu bò, một tay bấm niệm pháp quyết, thân bò có ánh sáng màu xanh bao phủ thân thể của hắn, hơn nữa một cước nâng lên đá thẳng vào Hàn Quân Đình đang truy kích. Bành bành bành. Không gian liên tiếp nổ tung, lực lượng cuồng bạo bắn ra ngoài. Hàn Quân Đình nhanh chóng thoát đi, thân thể dẫm nhẹ lên đầu bò, lúc này lưỡi đao chém lên đầu Lý Vân Tiêu. Đột nhiên một đạo hồng quang hiện ra, song thủ đao bị trói buộc giống như bị trói chặt lại. Nàng kinh hãi cúi đầu nhìn xuống, thấy đầu bò bắn ra hào quang màu đỏ bao phủ thân thể của nàng lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đồng thời hai sừng bắn ra hào quang sáng ngời, hóa thành khe hở lăng lệ, xe rách vạn vật quanh thân. Chi. Hàn Quân Đình hoảng hốt, khí tức khủng bố tới cực điểm dâng lên, tăng chân khí lên cực hạn, khí tức mạnh mẽ bắn ra ngoài, sau này bay lên cao cao. Đầu bò không ngừng lao thẳng tới trước, nó không hề nao núng chút nào cả. Nước trôi. Huyền nữ quát một tiếng, đàn cổ bắn ra hào quang bảy màu, ngưng tụ thành hình trên không trung, lúc này khe hở xuất hiện. Bành. Hai đạo lực lượng phá không bay đi, dư âm ảnh hưởng còn lại áp chế bắn thẳng về phía Huyền nữ, làm cho nàng khiếp sợ sau đó nhanh chóng lui lại, làm tan mất lực lượng phản chấn. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Nội tâm Huyền nữ kinh hãi. Trong mắt hàng Quân Đình bắn ra hào quang ngưng trọng, nói: "Chuyện đô thị. Đầu châu này là thần khôi, không thể khinh thường." Quanh thân của nàng vào lúc này có ánh sáng màu đỏ đang bảo vệ, song đao không ngừng động đậy dốc sức liều mạng dãy dụa vài cái mới có thể hoạt động lại được. Thần khôi, huyền nữ khiếp sợ không ít, đầu tiên là nhíu mày, ý chí không ngừng dao động. Hàn Quân Đình trầm giọng nói, không sợ, chờ sư tỷ giết vạn nhất thiên cùng Tô Liên Y, sử dụng kiếm trận giết đầu châu này và Lý Vân Tiêu. Huyền nữ có chút lo lắng nói, thật có thể làm được sao, trên người của hắn có trời mới biết còn có cái gì khác. Hàng quân đình lạnh lùng nói, không sai biệt lắm, ta từng chiến đấu cùng hắn vài lần, vẫn hiểu thực lực và át chủ bài của hắn. Cuộc chiến hôm nay chúng ta tất thắng, đừng quên nơi đây không chỉ có người thần tiêu cung chúng ta đâu. Huyền nữ nói, ta vẫn cảm giác người này không đơn giản, mặc dù không có tiêu sái và cuồng ngạo năm đó, nhưng hắn có khí chất khác mà năm đó không có. Trong mắt Hàn Quân Đình mang theo thần thái giận dữ, quát. Huyền nữ, ngươi muốn như thế nào? Muốn động do động đạo tâm sao? Sắc mặt huyền nữ khó coi, nói. Kỳ thật ta nói bố cục thất bại rồi, lúc trước ta bắt trước cung chủ đại nhân, tuyệt đối là không chê vào đâu được. Không có bất kỳ sơ hở, nhưng cũng bị hắn nhìn thấu, đến bây giờ ta còn không rõ mình sơ hở ở nơi nào đấy. Trong nội tâm hàn quân đình khẽ động, huyền nữ đi theo sư tôn hơn 10 năm, bắt trước cho dù là nàng cũng không nhận ra. Tăng thêm thanh liên phỉ thúy bình phong ngăn chặn thần thức, quả quyết chưa từng có đạo lý thất bại. Khục khục, cái này, kỳ thật rất đơn giản. Lý Vân Tiêu nghe bọn họ bàn một hồi, lúc này mới lên tiếng xảy ra chuyện gì hai người cùng hỏi tay phải lý vân tiêu đặt lên miệng ho khan hai tiếng nói cái này ta hiện tại tâm tình không tốt không muốn nói vậy đi chết đi hàng quân đình dẫn giữ mắng mỏ một tiếng hai tay ấn xuống hóa thành vô số đao chảm. ăn thịt thòi từ đầu bò nàng không dám tới gần nữa huyền nữ cũng mở đàn cổ ra không ngừng kích thích âm luật hóa thành vô số binh khí chém tới đầu bò dậm mạnh chân, một đạo kết giới mở ra, lập tức dẫm nát tứ phương. Cuối cùng há to miệng ra, trên cổ có ánh sáng đỏ xuất hiện, lúc này hóa thành một vòng tròn to lớn. Trời tròi kết hợp với vòng tròn trên cổ của đầu châu liền hóa thành thế giới. Công kích đánh vào thế giới này đều bị bắn ra bên ngoài. Lý Vân Tiêu mừng rỡ trong lòng, lực lượng của đầu châu này không bằng siêu phàm nhập thánh, nhưng đối phó với huyền nữ cùng hàn quân đình thì dư xài. Hắn nghiêng người trên lưng trâu một tay bấm niệm pháp quyết, hắn vẫn tiếp tục hấp thu nguyên khí chữa trị thân thể. Hơn nữa thời khắc cảnh giác nhìn qua bốn phía, để ngừa có người mai phục đánh lén lần nữa. Cách đó không xa nhĩ lôi nhĩ lâm hai vị trưởng lão hoàn toàn bị chế trụ. Tân thần sau khi đột phá huyệt môn thứ sáu của thần thể, lực lượng thân thể vô cùng cường hoành, tăng thêm hắn vô cùng mạnh mẽ làm cho nhĩ mai không thể làm được gì. Lúc này kiếm quang không ngừng bắn ra, hai người nhanh chóng bay ra ngoài. Bắc Quyến Nam thì ung dung lạnh nhạt hơn nhiều, cơ bản không chủ động công kích, chỉ không ngừng xuất kiếm quyết ngăn chặn nhĩ lôi. Thậm chí tay trái của hắn thả lỏng ra sau lưng, bộ dáng tùy ý. Trong nội tâm nhĩ lôi vô cùng kinh hãi, cho dù chính mình công kích như thế nào cũng không cách nào làm gì được đối phương, trong nháy mắt nàng vừa vội vừa giận. Tâm tình Bắc Minh đoạn quyết cũng trầm xuống, lực lượng thần tiêu cung hoàn toàn bị ngăn chặn, nếu không phải có thể đột phá, sợ rằng muốn giết Lý Vân Tiêu rất khó. Giờ phút này hắn cũng không muốn hao nhiều khí lực, dù sao bọ ngực bắt ve, còn có chim sẻ núp đằng sau, hắn cũng không muốn làm mai mối cho người khác. Tất cả mọi người chú ý tới nhất kiếm đồng tâm trận, 13 cường giả thần tiêu cung công kích liên hoàn, vạn nhất thiên và tô liên y đã biến thành nỏ mạnh hết đà, không thể làm gì. Phi Dương, nhanh cứu chúng ta. Vạn nhất thiên cầu cứu, trong mắt mang theo lo lắng. Hắn giờ phút này không quan tâm thương thế, thúc giục một kiện huyền khí giống như cây rủ, nó không ngừng bay múa trên không trung, nhưng mà đã trăm ngàn vết thương, tràn ngập nguy cơ. Kiếm quang đầy trời không ngừng đè xuống, xuyên thấu qua cây dù đánh thẳng vào hai người, lúc này tình thế cực kỳ nguy hiểm. Lý Vân Tiêu vỗ vào lưng châu, nói, bên trên, đầu bò bước đi, đi thẳng vào kiếm trận. Hàng Quân Đình và huyền nữ thoáng kinh sợ không thôi, công kích càng lăng lệ ác liệt, chém lên vòng tròn. Lý Vân Tiêu lấy ra giới thần bi, bấm niệm pháp quyết, điểm ra một khe hở, nói, hai phu nhân này giao cho các ngươi ba thân ảnh xuất hiện gồm cá sấu huyền lôi kinh vân hống còn có ác linh ác linh trong trận chiến thành hồng nguyệt đã cướp lấy thân thể tộc trưởng yêu tộc bát bộ làm nơi an thâm thời gian dài đến nay không ngừng dung hợp cùng tu luyện đã hoàn toàn dung thành nhất thể huyền lôi kinh vân hống sau khi thôn phệ lôi hỏa hỏa báo lôi thú thì bước vào cánh cửa cửu giai yêu khí cuồng giã trùng thiên trên người có lôi quang màu vàng bắn ra vô cùng kinh người cá sấu càng xấu xí đến cực điểm xem xét thì đáy lòng phát lạnh bản thân do hai chủng nguyên tố tuyệt cường tạo thành, bám vào vô số hắc tử, bản thân có nhiều điểm đen rậm rạp tràng chịt. Ba đạo thân ảnh hiển hóa ra, ngăn ở trước người huyền nữ cùng hàng quân đình, lúc này hai nữ đã giật mình, nhịn không được lui về phía sau. Hắc hắc, bổn đại gia sau khi đạt được thân hình này, còn chưa khỏe đấy. Ác linh hét lớn một tiếng, khi thế toàn thân bạo phát, lập tức yêu lực cửu giai đỉnh phong quét qua, bầu trời sinh ra muôn hình vạn trạng. Hơn nữa còn có cây búa mà long thú lưu lại, về sau lại mặt dày mày dạn tìm viên cao hàn rèn luyện một phen, giờ phút này cầm trong tay vô cùng cuồng dã. Xú bà nương ăn một búa của bổn tọa. Thân thể của hắn nhoáng cái xuất hiện phía trên huyền nữ, chém xuống một búa. Huyền nữ kinh hãi vỗ đàn cổ, vô số âm luật hóa thành tuyến quấn vào nhau, cũng không cách nào ngăn cản được lực lượng to lớn hắn đánh xuống. Long cong, cây búa lớn đánh thẳng vào đàn cổ bảy dây đàn không ngừng lắc lư, phát ra vô số âm thanh rung động to lớn càng có vết ngắn đính vào đàn cổ a à, huyền nữ nhìn chăm chằm vào cây búa đang đánh xuống đàn cổ đánh vào đàn cổ còn đau đớn hơn cả đánh vào người nàng hai mắt đỏ rực ác linh mở to mắt như hạt trâu oa oa hét lớn phá búa gì thế này viên cao hàn lão nhân kia gạt ta một cây mộc cầm còn chém không đứt chờ ta trở về dưới thần bi sẽ đi chém lão đầu kia dám lừa gạt ta hắn ngửa mặt lên trời kêu vài tiếng càng cầm búa chém loạn xuống huyền nữ sợ tới mức vội vàng thu cầm chạy trốn lúc ác linh ra tay huyền lôi kinh vân hống cũng trực tiếp hóa lôi lập tức lao qua phía hàn quân đình mang theo lôi điện màu vàng đánh tới thanh thế ngập trời sắc mặt hàn quân đình vô cùng khó nhìn lôi thú và ác lọm nàng đã gặp qua mà ác linh kia nàng tận mắt thấy nó đoạt xá thân thể yêu tộc không thể ngờ đã dung hợp hoàn toàn không chê vào đâu được càng làm cho nàng đau đầu là thân thể yêu tộc kia là bất tử chi thân có thể chặt đứt tái sinh thoáng cái nhiều ra ba cường địch, làm cho nàng tin tưởng sụp đổ. Bắc Minh đoạn quyết cũng giật mình, nội tâm sinh ra dự cảm không tốt. Kể từ đó lực lượng thần tiêu cung bị ngăn chặn hoàn toàn, hơn nữa có trời mới biết trong thánh khí Lý Vân Tiêu còn có đồ vật gì nữa. Ngay thời điểm hắn đang suy nghĩ, đột nhiên Sa Viu bắn ra kiếm khí như cầu vồng, ngàn vạn đạo kiếm khí bắn ra, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Giống như ngàn vạn ngọn núi ngưng tụ vào một kiếm này. Thiên Thu Phong Bắc Minh đoạn quyết hoảng hốt, cánh tay đảo qua một cái, một tầng băng trụ che phủ cánh tay, tách ra hào quang sáng ngời đánh thẳng vào tay của hắn. Từng đạo huyền âm hàn khí tản ra từ cánh tay, quyền uy vô cùng vô tận ngăn cản kiếm khí đang đánh tới. Ầm ầm, băng trụ nứt vỡ ra, kiếm lãng tạo ra phong ba hút hắn vào bên trong một chút. Thân thể Bắc Minh đoạn quyết không ngừng quay cuồng trong gió lốc, nhưng mà hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo cương khí hộ thể bao phủ toàn thân. Thân thể cũng không có loạn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào phong bạo bao phủ Savil cũng không dám phân thân xem cuộc chiến ở nơi khác. Savil thấy đánh lén không có kết quả, nhếch miệng cười cười sau đó pha trò, tiếp tục công kích các chiêu số mang tính biểu diễn. Sau khi ngăn cản huyền nữ cùng hàng quân đình xong, Lý Vân Tiêu cưỡi thiết ngưu xông vào kiếm trận. Thiết ngưu lao vào trong kiếm trận, từ trên cao áp xuống không gì có thể ngăn cản được. Dầm dầm rầm phanh. Vô số kiếm quang dâng lên, tất cả chém tới nhưng đều vỡ tan. Vạn Nhất Thiên và Tô Liên Y áp lực giảm đi rất nhiều. Hai người nhanh chóng thu nhỏ vòng chiến lại sau đó lui ra một bên, lúc này không ngừng nuốt đan dược chữa thương, vừa treo chống chờ đợi cứu viện chấm dứt. Lý Vân Tiêu nói, Nhất kiếm đồng tâm quả nhiên có chút phiền phức, nhưng chỉ cần đánh tan đồng tâm của các ngươi là được rồi. Nữ tử cầm đầu lúc này hừ lạnh nói, 13 người chúng ta diễn luyện kiếm trận này hơn 30 năm, sớm đã đồng tâm đồng lực, ta đúng là muốn nhìn ngươi làm sao có thể phá đồng tâm của chúng ta đấy lý vân tiêu không nói nhảm trực tiếp ném ra đâu xuất thiên phong nó không ngừng biến lớn trên không trung thoáng cái lớn ba bốn mẫu không ngừng áp qua kiếm trận không tốt mau lui lại cầm đầu nữ tử kinh hãi vừa rồi tận mắt nhìn đến vật ấy đập vụn cửu trọng thiên ba lâu nào dám chọi cứng ùm ụng bò ò thiết nghiêu bắt đầu kêu to vô số ánh sáng màu xanh bắn ra dán chặt dưới chân ba nữ tử ba nữ tử này vô cùng kinh hãi lúc này dãy rụa ra đã thấy một đạo hào quang bao phủ các nàng vào trong. Oanh! Thiết Ngưu tiến lên phía trước một bước, Cửu Thiên đều lục đại la hoàng kịch liệt rung động lắc lư thoáng một phát, giống như là bị nó giẫm nát dưới chân giống như. Ba gã nữ tử mặc cung trang bị đánh thất điên bát đảo, đều tổn thương nội phủ, miệng phun máu tươi. Lúc này đâu xuất thiên phong không có nện xuống, Lý Vân Tiêu giả vừa đánh một chiêu lại thu hồi, nói: "Lại đi tới một bước." Oanh! 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 Thiết Ngưu giơ chân lần nữa, liền dẫm ba cái. Lúc này là ba đạo sóng xung kích đảo qua các nơi, ba nữ tử miệng thổ huyết, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, hơi thở mong manh. Mười người còn lại kinh hô, thoáng cái kinh ngạc ngây người, không biết nên làm thế nào. 30 năm qua các nàng cùng tiến cùng lui, lại cùng khổ luyện kiếm trận, hiện tại thiếu đi ba người, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vạn Nhất Thiên cùng Tô Liên Y vội vàng chạy đến, bọn họ trốn sau lưng thiết ngưu, không ngừng khôi phục. Vạn Nhất Thiên giận dữ hết. Phi Dương nhanh chóng giết ba tiện nhân, lại giết mười người kia. Lý Vân Tiêu nói, ta dù sao có sâu xa với thần tiêu cung, thả ba người các nàng thôi. Thiết Ngưu giống ủm, ụm bò, ò, sau đó hào quang trên cổ biến mất. Tâm thần chúng nữ tử thần tiêu cung rơi xuống thung lũng, kiếm trận vừa vỡ, các nàng mất đi cơ hội chuyển bại thành thắng. Hơn nữa huyền nữ và hàng quân đình vào lúc này đều rơi vào hạ phong, vô cùng nguy hiểm đều dừng tay lại lý vân tiêu kêu to một tiếng tất cả mọi người nhíu mày nhưng hay là thập phần nghe lệnh ngay cả ác linh đang giết cao hứng cũng rút lui sắc mặt bắc minh đoạn quyết âm trầm lợi hại đứng ở trên cao nhìn xuống phía dưới lý vân tiêu nói ta và thần tiêu cung có sâu xa không cần phải nói nhưng nói cho cùng cũng là chuyện riêng của ta và hồng nhan đám tiện nhân các ngươi kích động xen vào làm gì xem mặt mũi của hồng nhan ta không giết các ngươi trừ hàn quân đình phải lưu lại ra những kẻ khác xéo cả đi. Chúng nữ tử đều chấn động ngạc nhiên, không thể ngờ Lý Vân Tiêu sẽ thả các nàng, sắc mặt hàng quân đình mặt xám như cho tàn. Nhĩ lôi ôm quyền nói, phi dương đại nhân khoan hồng độ lượng, thực sự làm cho chúng ta hổ thẹn. Nhưng quân đình chính là ái đồ của cung chủ, hy vọng đại nhân cũng có thể đại xá cho nàng. Không có khả năng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói ra. Nếu không có hàn quân đình ba phen mấy bận muốn giết hắn, lúc này nếu hắn thả đi, lần sau có thể mất mạng sẽ là hắn, bảo đám người thần tiêu cung này xéo đi chính là cho mặt mũi lắm rồi. Dù sao chung quanh nguy hiểm thế nào hắn hiểu rõ, có thể tận lực giảm đi một địch nhân thì cứ tận lực giảm đi một địch nhân. Nhưng Hàn Quân Đình đã nhiều lần vi phạm điểm mấu chốt của hắn, cho nên phải lưu lại mới được. Sắc mặt nhĩ lôi trở nên khó nhìn, dường như thập phần kiên định, nói. Nếu không thả quân đình, chúng ta cũng không đi, chỉ có thể liều chết chiến một trận. Ánh mắt của nàng nhìn qua hư không, lạnh lùng nói. Các vị muốn chiếm tiện nghi, nếu thần tiêu cung chúng ta và đoạn quyết đại nhân rút đi, còn có tiện nghi cho các ngươi nhặt sao? Lý Vân Tiêu chậm rãi ung dung nói ra. Ta không biết chung quanh có bao nhiêu người đang ẩn nấp, nhưng đã không có đi ra, bản thiếu gia xem như không biết. Như ai dám hiện thân đi ra chính là đại địch của bản thiếu gia, cho dù hôm nay không giết ngươi, khoản sổ sách này ta sẽ ghi nhớ kỹ, chờ ta phá tan gông cùng võ đạo sẽ lại đi giết kẻ đó. Hắn nói câu này chính là tảnh phong với nhĩ lôi, nhưng cũng là cho đám cường giả đang ẩn nấp kia nghe thấy. Trên bầu trời vẫn yên lặng, hiển nhiên nhiều người đang do dự. Xem ra tại hạ phải xuất hiện trước tiên rồi. Đột nhiên có vài gợn sóng chấn động sinh ra trong hư không, sau đó là mấy đạo phù văn xuất hiện, gợn sóng nhanh chóng hóa đi, lúc này có vài đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, nói. Hóa thanh ẩn thân phù, khó trách thần thức của ta không phát hiện ra được. Ba người vừa xuất hiện hắn quen mắt, nhất thời không nhớ nổi là người nào, nhưng hơn phân nửa cũng là tồn tại uy danh hiển hách. Sau khi người nọ hiện thân, liền ôm quyền nói. Phá Sơn Cốc trọng hồng bái kiến chư vị đại nhân. Phá Sơn Cốc, một trong mười đại tông môn bắc vực, khó trách bản thiếu gia nhìn cảm thấy quen mắt. Lý Vân Tiêu hơi nhớ lại một chút, sau đó gương mặt trầm xuống, cười lạnh nói. Chỉ bằng cận bã như ngươi mà cũng muốn lấy mạng của bản thiếu gia sao. Trọng Hồng nói, đương nhiên không phải tại hạ tới đây không phải vì vân tiêu đại nhân mà là vì vạn nhất thiên nhất thiên huynh lý vân tiêu qua thân đi sắc mặt vạn nhất thiên đột biến lạnh lùng nói trọng hồng có chuyện gì trọng hồng mỉm cười nói kỳ thật cũng không phải đại sự gì cả phá sơn cốc và vạn bảo lâu xưa nay có làm sinh ý qua lại với nhau hôm nay nhất thiên đại nhân gặp rủi ro như vậy tại hạ muốn mời đại nhân tới phá sơn cốc của ta làm khách Vạn nhất thiên nói. Làm khách, lão phu vừa rồi thiếu chút nữa chết đi, nếu ngươi thật tâm muốn mời lão phu làm khách, như vậy vừa rồi phải ra tay cứu giúp chứ. Trọng Hồng cười nói. Đại nhân quá để mắt tại hạ rồi, kiếm trận của thần tiêu cung là thiên hạ vô song, ta nào dám đi vào chịu chết. Vạn nhất thiên cười lạnh nói. Đã như vậy, ta và ngươi không có giao tình gì để nói cả, chuyện làm khách không cần phải nói thêm gì nữa. Trọng Hồng nói. Tại hạ đã đi ra, làm gì có chuyện cam tâm quay trở về chứ, mong rằng đại nhân nghĩ lại. Thế đạo mặc dù loạn, phá sơn cốc cũng xem như một phương thế lực, tự hỏi còn có thể bảo hộ đại nhân an toàn. Hắn đã nói tới mức này, bây giờ ai cũng hiểu rõ ý đồ của Trọng Hồng. Vạn Nhất Thiên cười nhạo nói, "Bảo hộ ta an toàn?" Chê cười, "Nếu ngươi giết những tiện phụ thần tiêu cung này, ta sẽ đi theo ngươi." Nhĩ Lâm tức giận. "Vạn Nhất Thiên, miệng chó của ngươi sạch sẽ một chút đi." Trọng Hồng nói, Đại nhân không nên khó xử ta, tại hạ tự hiểu bản thân mình. Đại nhân theo ta về làm khách là được, còn tốt hơn là đi với những kẻ khác. Hôm nay mời đại nhân tới chơi, ta tự hỏi còn có thực lực tranh giành một chút. Thần sắc Lý Vân Tiêu khẽ động nói, đến rất nhiều người sao? Ánh mắt của hắn nhìn qua bầu trời, hồ nghi nói, đều là hóa thanh ẩn thân phủ. Trọng Hồng cười nói, hơn phân nửa là thế, đã dùng linh phủ thượng phẩm bực này. Vân Tiêu đại nhân không phát giác ra được là đương nhiên. Lý Vân Tiêu nói, hóa thanh ẩn thân phù chính là linh phù thượng phẩm tuyệt mật, chỉ có giải giáp vài người có thể luyện chế mà thôi, làm sao có khả năng xuất hiện nhiều thế cùng một lúc trước. Trọng Hồng nói, ta không biết, linh phù của tại hạ mua từ thiên nguyên thương hội, tốn hao một ức cực phẩm nguyên thạch mới mua được một tấm. Trừ linh phù ra còn tặng một cái ngọc giản, trong đó ghi lại kỹ càng chuyện vạn nhất thiên đại nhân mang thượng cổ bí tàng trong người. Cái gì? trong mắt vạn nhất thiên như xuất huyết giận dữ hét đinh sơn đáng chết hận a à. trên mặt trọng hồng mang theo dáng vẻ bị cắt thịt nói đinh sơn đúng là đủ thâm hiểm sau khi ta mua xong mới biết được tin tức đã sớm truyền ra khắp cả bắc vực muốn độc chiếm thượng cổ bí tàng là không thể nào nhất thiên đại nhân ta không trông cậy sẽ kiếm được bao nhiêu tiền lãi cho nên để tại hạ thu chút tiền vốn đi vạn nhất thiên mặt âm trầm lạnh giọng nói bán trở lại Ta bán toàn bộ bí tàng cho ngươi là tốt rồi. Ai nha, tuyệt đối không được, làm vậy chẳng khác gì giết tại hạ mất." Trọng Hồng vội vàng từ chối nói. "Tại hạ tự hiểu lấy mình, ta còn không có phúc phận cỡ này đâu, nếu ta lấy toàn bộ bí tàng, chỉ sợ ngày hôm nay ta không thể ra khỏi thành Thạch Xuyên. Đại nhân tùy tiện cho ta vài kiện huyền khí như trụ quang bàn là được rồi." Vạn Nhất thiên tức giận suýt thổ huyết, tức giận. "Tốt, cho ngươi." Nói xong hắn giơ tay lên, đánh ra bảy tám viên châu màu vàng mỗi viên châu đều có phù quang lập lòe sau khi bay tới trước mặt trọng hồng liền nổ tung bành 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 những hạt châu kim hệ tỏa ra vô số kim quang mỗi một hạt như bắn ra ngàn vạn lưỡi đao sắc bén trọng hồng không dám khinh thường trong tay xuất ra một thanh kiếm và bắn ra vô số kiếm quang nó giống như màn sáng bắn ra quanh người lập tức đánh bại những công kích kia vạn nhất thiên lập tức không có cách với trạng thái của hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ của trọng hồng chỉ có thể đưa mắt mà nhìn trọng hồng nói thời điểm này nhất thiên đại nhân nên biết điều vân tiêu đại nhân giờ phút này ứng đối bắc minh thế gia cùng thần tiêu cung ốc còn không mang nổi mình ốc nào có tinh lực quản ngươi ngươi cũng đừng liên lụy vân tiêu đại nhân vạn nhất thiên cười lạnh lạnh nói lão phu cho dù chết cũng không có khả năng mang bí tàng giao cho rác rưởi như ngươi đâu hôm nay đi đến trình độ như vậy ta cũng tự biết không có khả năng thủ hộ vật kia các ngươi ai có bản lĩnh thì lấy đi trên mặt hắn lúc này ảm đạm không ánh sáng, không mang theo chút hy vọng nào cả. Lúc này hắn lấy một khối kim loại trong tay áo ra, lập tức tỏa ra ánh sáng khiếp người. Hơn nữa có đồ án hiển hiện ra, bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số bóng dáng chân bảo không ngừng lập lòe. Đây cũng là chìa khóa thượng cổ bí tàng mà nhiều thế hệ vạn bảo lâu truyền thừa xuống, không chỉ là mấu chốt mở bí tàng, hơn nữa địa đồ cũng ẩn trong đó. Lão Phu tin tưởng người có năng lực sẽ có được, trọng hồng rắc rưởi như ngươi đừng có mà mơ nữa trên mặt vạn nhất thiên không ngừng run rẩy trong hai mắt mang theo lửa giận và bất đắc dĩ trọng hồng cả kinh vội vàng chụp vào chìa khóa kia đột nhiên không gian hơi lắc lư chung quanh chìa khóa có bàn tay hiện ra bắt lấy chìa khóa sau đó nhanh chóng biến mất trọng hồng kinh hãi thời điểm đang muốn đuổi theo không gian đột nhiên dậy sóng một đại đao chém ngang trời người trước mặt bay xa vài chục mét ẩm ẩm không gian bị chém nát thật nhanh một bóng dáng nam tử áo đen chật vật xuất hiện bất chấp tìm hung thủ, hắn nhanh chóng bấm niệm ấn quyết thi triển độn thuật bay xa trăm dặm. Oanh, hắn còn chưa thoát đi, đột nhiên đâm vào một vách tường vô hình, nhanh chóng thổ huyết. Không gian kia hơi mở ra, một thanh đại phủ đánh xuống, ầm ầm. Nam nhân áo đen không địch lại, hắn bị đánh trúng chính diện, thân thể bị chảm thành hai đoạn. Chủ nhân đại phủ này là một tiểu lão thái bà, bà ta lăng không bay tới đoạt lấy khối chìa khóa hình lập phương, nhếch miệng cười cười. Nhưng đó chỉ là tàn ảnh mà thôi, hình ảnh này nhanh chóng tiêu tán đi. A, à, đột nhiên có tiếng thét của lão thái bà, thân thể lão thái bà hiện ra, lại bị một cái chén lưu ly vây khốn, không cách nào thoát ra được. Đám người Lý Vân Tiêu đứng dưới quan sát còn cảm thấy ngây ngốc, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đi tới thành thạch xuyên này. Trọng Hồng cảm giác mình thật ngu ngốc, hắn đang nói vì sao mình bộc lộ bản thân quá sớm như vậy. Lý Vân Tiêu hướng phía thần tiêu cung mọi người cười lạnh nói: chư vị mưu tính thất bại, những kẻ này chỉ tới đây vì thượng cổ bí tàng mà thôi. Trừ đám xuẩn phụ và đoạn quyết đại nhân ra, dường như không có người muốn muốn giết ta. Nghĩ lại cũng phải, cổ phi dương ta làm người cũng rất tốt, làm gì có nhiều kẻ thù như thế chứ. Nhĩ lôi cũng có phần sợ hãi, vội nói. Đoạn quyết đại nhân. Sắc mặt Bắc minh đoạn quyết lúc nào vô cùng âm trầm, hắn bắt đầu phập phồng không yên. Hắn không kiên kỵ những người đang xuất hiện ở nơi này, hắn sợ hãi với thứ không biết trong giới thần bi, không rõ trong đó lại có thứ gì sẽ xuất hiện ai cũng không biết bên trong giới thần bi còn có người hay vật nào không nếu bản thân quyết định tử chiến tới cùng đối phương lại thả ra mấy cường giả cửu tinh đỉnh phong thậm chí siêu phàm nhập thánh như vậy chính là góp mạng của mình vào nơi này tháng trước người truyền âm cho thương ngô khung lúc ở thành tân duyên chính là hắn lúc ấy hàng quân đình đã đi tìm hắn nói kế hoạch liên thủ đối phó lý vân tiêu vốn đinh sơn đánh tan lý vân tiêu thương thế của Lý Vân Tiêu trong nửa năm một năm mới khôi phục lại. Mà bản thân mình tăng thêm thương ngô khung là hai cường giả siêu phàm nhập thánh là có thể áp đảo xa view rồi. Hú chi còn có một đám cao thủ thần tiêu cung bố cục tại đây, vốn nắm chắc phần thắng trong tay, không ngờ lúc này lại có biến cố như vậy. Thực lực của xa view còn trên cả mình, còn có nam tử mặt lạnh như băng và thiết ngưu. Mặc dù không có thực lực siêu phàm nhập thánh nhưng cũng đã vượt qua cửu tinh đỉnh phong rồi, những kẻ còn lại là bộ dáng quỷ dị nhưng cũng không phải kẻ dễ chọc. Đừng nói lại xuất hiện một cường giả siêu phàm nhập thánh, cho dù xuất hiện thêm vài con quái vật cũng không phải không thể. Thư Ngô Khung đang ẩn nấp trong hư không, sắc mặt của hắn âm trầm như nước, hắn cũng giống Bắc Minh đoạn quyết. Đã đo đạc thực lực chiều sâu của Lý Vân Tiêu, hắn còn cẩn thận hơn cả Bắc Minh đoạn quyết, phải một kích tất chúng. Nhưng kết quả đo đạc làm nội tâm của hắn trầm xuống, nếu tiến thêm một bước khảo thí, tất nhiên phải đầu nhập nhiều. Thực lực vào, như vậy hắn sẽ bạo lộ tất cả át chủ bài cũng tương đương từ chiến tới cùng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Bắc Minh đoạn quyết, trước kia là ta xem thường ngươi, hiện tại ta vẫn xem thường ngươi. Thực lực đã biết tròn biết méo, như làm việc không quả quyết, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, người như ngươi rất khó thành sự. Bắc Minh đoạn quyết lạnh lùng nói. Không nên phô trương thành thế trước mặt của ta, toàn bộ ác chủ bài của ngươi hiện tại đã mất hết, thực chém giết, chỉ cần trả cái giá thật lớn thì người thắng chính là ta. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói đã như vậy, ngươi đang chờ cái gì thế? Hai tay bắc minh đoạn quyết nắm chặt lại, tiếng xương cốt va và vào nhau kêu răng rắc, hàn khí không ngừng bộc phát ra ngoài. Hắn biết rõ thương ngô khung đang ẩn nấp chung quanh, không chỉ có như thế, còn có mấy cao thủ bắc minh thế gia cũng đang ẩn thân ở gần. Diết lý vân tiêu là mục tiêu hàng đầu, thượng cổ bí tàng của vạn nhất thiên cũng là nhiệm vụ trong kế hoạch. Hiện tại xem ra có một chuyện không xong rồi. Khối kim loại hình lập phương kia không ngừng bị người ta tranh đoạt lão thái bà đoạt lấy chìa khóa đã sớm đầu thân khác biệt, mà chủ nhân lồng thủy tinh vây khốn lão thái bà cũng trọng thương. Đám lâu la này không trọng yếu, không thể lọt vào trong mắt của Bắc Minh đoạn quyết, hắn đang đợi tin tức của thương ngô khung. Chỉ cần thương ngô khung có quyết tâm tử chiến tới cùng thì hắn cũng bất chấp giá nào. Nhưng mà bên tai trừ tiếng hừ lạnh ra, tất cả vẫn im ắng, không có ai truyền âm cả. Chuyện này làm cho nội tâm của hắn táo bạo và phập phồng, nói rõ thương ngô khung cũng không nắm chắc. Ác Linh kêu to lên, nói. Bọn chúng không động thủ thì chúng ta động thủ, ta muốn đi lên chém giết đám đàn bà này. Hai mắt của hắn sáng ngời, mặt mũi tràn đầy yêu khí. Đám nữ nhân thần tiêu cung sợ hãi sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui ra phía sau. Nội tâm Lý Vân Tiêu thầm mắng ngu xuẩn, lực lượng đối lập hiện tại chiếm ưu thế rất rõ ràng, nhưng Bắc Minh đoạn quyết còn không đi lên. Hiển nhiên đối phương còn che giấu lực lượng, chỉ vì lòng kiên kỵ cho nên hiện tại mới do dự. Nếu lại khơi màu tái chiến, bên hắn chưa chắc sẽ thắng mặc dù trong lòng mắng to ác linh ngu xuẩn nhưng trên mặt cười nghiền ngẫm nói bình tĩnh cho bản thiếu gia có cơ hội sẽ cho ngươi chém đột nhiên trên bầu trời có tiếng quát vang lên đều dừng tay cho bổn tọa ai tiến lên một bước ta sẽ hủy chìa khóa này tất cả âm thanh đánh nhau đều dừng lại ánh mắt của mọi người nhìn qua lý vân tiêu cũng ngẩng đầu lên lập tức ngạc nhiên bởi vì người cướp được chìa khóa lúc này chính là lý giật tiểu tử đừng vội làm ẩu ngươi dám tổn thương chìa khóa mảy may hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi đấy có bảy tám người vây quanh lý giật trên mặt đầy âm độc lý giật thấy mình đang bị đám đông vây quanh cũng không sợ cười hắc hắc nói muốn chìa khóa này cũng rất đơn giản trong mắt của hắn có hung quang hiện lên nhìn qua lý vân tiêu nói ai mang đầu của lý vân tiêu tới thì ta sẽ giao chìa khóa cho kẻ đó lần này tất cả mọi người sửng sốt ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy bất ngờ. Một tên võ giả đầu chọc thân Trần cười lạnh, nói. Tiểu tử muốn lợi dụng ra ra làm vũ khí sao? Ngươi còn non lắm. Ngươi có giỏi thì phá hủy chìa khóa cho ta xem đi. Tập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo. Các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.